thấy bây giờ mình thấy nó sáng tỏ chưa? Sáng như trăng rằm rồi phải không? Cho nên đừng để đánh mất cái phước hạnh này. Điều thứ hai đó là lạc hiến. Cái nguyên tắc một này, cái phần thứ nhất đó là 1/10. Điều thứ hai là lạc hiến. Lạc hiến là dâng hiến sau khi dâng 1/10, tức là sau khi dâng 1/10. Giả sử tôi có 10 triệu thì tôi dâng hiến, tôi 1/10 của tôi là 1 triệu, đúng không? Tôi còn lại 9 triệu. Thì 9 triệu này, thì nếu tôi dâng trong 9 triệu này thì nó gọi là lạc hiến. Đó. Lạc hiến mình dâng vào cái từ lạc hiến có nghĩa là dâng trong sự vui lòng. Phần 10 là trách nhiệm, nhưng mà lạc hiến là dâng trong sự vui lòng. Chúng ta đừng nhầm lẫn giữa phần 10 và lạc hiến. Phần 10 là tất cả những cái gì mà chúng ta nhận được, mà đó như là một cái sản vật của Chúa cho chúng ta, thì chúng ta sẽ trích 1/10 dâng ngay. Chồng đã từng dâng 1/10 rồi, nếu mà chồng cho vợ cũng là 1/10, đó trở thành 1/10 của vợ, thì vợ cũng dâng nữa. Tại vì rồi kể cả con cái tôi cho con cái tôi thì con cái tôi cũng phải dâng 1/10 của cái điều mà nó nhận. Tại vì tập như vậy thì nó sẽ biết được cái giá trị của cái gì dâng hiến. Vậy thì tôi có 1/10 này, 9/10 còn lại tôi có thể lạc hiến này. Tôi có thể cảm động, tôi dâng cho ai đó, người khó khăn nè, tôi dâng cho công việc của hội thánh nè, mua quạt nè, mua máy móc gì nè, tôi dâng hiến tiền xe cho người này nè, tôi dâng hiến cái máy lạnh cho người kia nè. Đó là cái quyền tự do của chúng ta, đó là lạc hiến. Nhưng cái lạc hiến này là phải dâng trong sự vui lòng, có nghĩa là thỏa lòng. Và anh chị em nhớ là đối với tiền dâng đó, mà dâng mà tiếc á thì sao? Dâng mà tiếc thì sao? Chúng ta xem một câu kinh thánh nha. Chờ tôi tí xíu. Hình như câu này nó mất rồi. Chờ tôi nha. Đây. Phục truyền. Nó mở ra phục truyền. Phục truyền 15. Phục truyền 15. Câu số 10. Đây, chúng ta đọc chung với nhau câu này ha. Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc, vì tại cớ ấy Giô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Đây, một lần nữa đi ạ. Yeah. Như vậy thì ở đây đang nói không nói phần 10 nha. Ở đây không nói phần 10, mà ở đây đang nói về lạc hiến. Ở đây nói là gì? Là khi ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà ở lòng tiếc. Cho mà tiếc thì giả sử bây giờ
chúng ta cho 1 triệu nhưng mà lòng ta tiếc, nó phải cho chi cho thằng này 500 thôi. Như vậy thì cái giá trị nó chỉ còn 500. Đúng không ạ? Dù chúng ta cho 1 triệu nhưng cái lòng tiếc, mà tiếc thì đừng cho. Dân lạc hiến mà, dân phải bằng cái sự vui mừng. Và đây cái điều mà tôi khích lệ cho em là Chúa dạy chỗ này nè. Chúng ta kỳ Mục Sĩ Hào có dạy cho chúng ta về vấn đề mà sự bố thí đó. Thì Chúa nói rằng khi mà làm á, thì đừng cho tay tả biết tay hữu. Đây là cái sự lạc hiến cho anh em. Anh em dâng cho tôi vui mừng lắm. Nhưng đừng dâng cho tôi xong lên mạng hay là đi rêu rao à, tôi mới dâng cho ông Bủ đó, không vậy đó. Thì anh em không có được phước cái đó. Phần đó anh em được. Dù tôi vẫn nhận cái đồng tiền đó, tôi vẫn phục vụ, dùng đồng tiền để phục vụ Chúa. Nhưng mà cái điều mà anh em dâng như vậy, nó không có, không được phước. Ở đây có hứa, lời hứa là phần B của cái câu 10 đó. Thì có lời hứa kèm theo là gì? Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Như vậy khi chúng ta dâng phần 10, đó là gieo hạt giống trở lại cho Đức Chúa Trời. Còn cái phần lạc hiến đó, thì thông qua phần dân lạc hiến này, Chúa sẽ ban phước cho mọi công việc của tay chúng ta làm. Chúng ta phàm cái điều gì người đặt tay vô làm cũng được phước hết. Người ta làm thất bại nhưng mình đặt tay vô được phước. Nó lạ như vậy đó. Tại vì chúng ta vì ngươi mở trời ra mà. Chúa sẽ ưu ái chúng ta. Chúa sẽ ưu ái cái điều mà chúng ta làm. Mà làm nhớ là dân cái này là dân không có tiếc. Và đặc biệt cái người mà có cái tấm lòng rộng rãi dân hiến thì Chúa lại cho cái điều này. Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 10. Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 10. Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 10. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh đỡ mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy ở đây có phần đầu nói về đấng phát hột giống cho kẻ gieo. Như vậy bây giờ giao cho mình mà mình không gieo thì sao? Chúa không phát nữa. Đúng không ạ? Cái phát này có nghĩa là Chúa ban cho. Chúa giao cho ai đó, Chúa cho ai đó cái đồng tiền. Mà nếu như chúng ta không có gieo thì Chúa không phát hạt giống nữa. Cho nên càng gieo, gieo, nhận, gieo và có bánh nuôi mình. Yeah. Chứ không phải gieo xong mình gọi là đói. Không phải. Hạt giống đến tay mình có quyền mình gieo và bánh để nuôi mình. Chứ không phải giờ anh Tấn gieo cho tôi 10 triệu giờ tôi chuyển qua đây 10 triệu hết thì tôi đâu có bánh tôi nuôi đâu. Thấy không? Cho nên giả sử là dân cho tôi 10 triệu, tôi có quyền giữ lại, tôi có quyền gieo cho này 1 triệu, gieo cho này 1 triệu, gieo cho này 1 triệu, tôi giữ là 7 triệu được không? Được. Phần 10 tôi dâng rồi. Nhưng mà bánh để nuôi mình thì Chúa sắp phát hạt giống. Cho nên anh em để ý đi, chúng ta có lòng rộng rãi cho nước của Đức Chúa Trời, chúng ta dùng, thì bắt đầu Chúa lại cho hạt giống nữa, gieo cho hạt giống nữa, gieo cho hạt giống nữa. Mà tôi thấy thường thường á là Chúa cho lại là nhiều hơn, chứ không phải là cho lại là ít hơn. Yeah. Khi mà cho lại nhiều hơn á thì chúng ta lại tiếp tục làm nhiều cái việc công bình nữa và nó ra trái của sự công bình. Và tất cả những điều đó ai được vinh hiển? Và yeah, chúng ta thấy ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 ở trong câu 11. Như vậy anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Khi anh chị em gieo, đừng mong người ta tụng hồ mình cảm ơn mình. Người ta có cảm ơn hay không cảm ơn đó là việc của người ta. Nhưng mà khi giả sử như tôi cầu nguyện mà Chúa đáp lời cho tôi gì đó, điều đầu tiên tôi phải dâng lên đó là dâng lên tạ ơn Đức Chúa Trời. Rồi tôi cảm ơn anh em tôi sao? Thấy không? Tạ ơn Chúa, cảm ơn em. Anh chị em biết vừa rồi tôi kêu để mà xây cái nhà nguyện ở ngoài Quảng Ngãi. Tôi thấy anh em xin cầu nguyện là có 15 triệu. Mà tôi nói với anh chị em, tôi đi ra tận nơi rồi, tôi nói 15 triệu không làm được cái gì hết. Tôi nói 15 triệu không làm được cái gì hết. Mà ông nói dạ 15 triệu được rồi. Xin nếu mà nhờ anh em cầu nguyện kêu gọi mà nhiều thì nó ngại. Tôi nói 15 triệu tôi đưa anh, giao cho anh em 15 triệu giờ có rồi nè. Mà tôi giao cho anh em 15 triệu
coi như là anh em không làm được gì và 15 triệu cũng tiêu luôn. Cho nên tôi nói không, bây giờ ít nhất chúng ta phải kêu gọi 50 triệu thì mới làm được, bắt đầu khởi công. Chứ còn 15 triệu tôi đang giữ đây, tôi không đưa. Mà thấy thương thì có lần là họ bị cái khó khăn quá, mà đến nỗi là không có, thậm chí là nước còn không có xài nữa chứ. Mà ngoài đó đóng một cái giếng như vậy, khoan một cái giếng như vậy là từ 25 cho đến 50 triệu. Họ khoan cứ 500 mét, à xin lỗi, 1 mét là 500 ngàn, khoan cho nào có nước, dừng lại. Mà mùa khô này thì khoan tôi không biết bao nhiêu tiền nữa. Khủng khiếp lắm. Và cái lòng rộng rãi đó, có nhiều anh chị em họ đáp ứng bằng cái cách. Có một em học trò của tôi, còn cách này cũng khoảng cỡ 5-6 năm. Bây giờ em này đang đi nước ngoài rồi. Em thì không có tiền. Mới qua cho nên không có làm gì có tiền hết. Cho nên là em có cái cách đó là em làm kim chi và em bán. Em làm kim chi và em bán cái kim chi đó. Em gom tiền, mới nhắn tin cho tôi: thầy ơi, bữa nay con bán được 50 hộp kim chi rồi. Mỗi một hộp như vậy được 6 đô. Con làm, con bán, con dâng hết về cho xây nhà nguyện. 6 đô, 5-6 cũng 5-6-300 hả? Tôi tưởng 5-6-400 chứ. Đấy, mới vừa nhắn tin với thầy này, lúc mới nhắn tin, cảm ơn Chúa. Con mới người ta nghe được 50 hộp kim chi rồi. Anh em thấy không? Họ có cách để họ tìm cách để họ dâng hiến và giữ phần công việc Chúa. Và hiện nay thì nó mới khoảng 20 mấy triệu thôi, chứ chưa được 50 triệu. Và khi đến con số 50 triệu thì chúng tôi bắt đầu khởi công ngoài đó. Và sẽ phải nhờ một tôi tới Chúa hoặc là một anh em mà có cái khả năng về vấn đề xây dựng sẽ quán xuyến cái vấn đề. Tại vì giao cho họ, họ không biết cách làm. Họ làm sẽ thất bại. Tôi đã từng giao cho anh em ở trên Gia Lai rồi. Làm lúc đầu là 80 triệu. Làm mà cuối cùng nó ra 150 triệu mà không ra nhà luôn. Rất là dở. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi một người có tấm lòng dâng hiến đó, thì họ có thể làm bất cứ mọi cách. Bất cứ cách nào phải có cách để họ dâng hiến cho công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta vui mừng về điều đó. Và khi anh em gieo hạt giống như vậy thì người ta bắt đầu nhận được. Người ta nói sao? Người ta làm gì? Tạ ơn Chúa. Vậy là mình có được phước không? Khi người ta tạ ơn Chúa là mình được phước rồi, đúng không ạ? Còn người ta tạ ơn mình là không được phước đâu. Dạ, đừng có ai nói tôi dâng cho không biết ơn tôi. Wow, đồng tiền cái hạt giống này của ai cho? Chúa cho, thì tạ ơn Chúa và là số 1. Còn người ta có biết ơn mình hay không? Biết ơn mình không sao hết. Nhá. Có nhiều người á, tôi dâng như vậy mà không biết ơn tôi một tiếng là tôi không dâng nữa. Không, đừng lấy cái sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà tôi cũng khuyên anh em, nếu nhận được cái sự dâng hiến thì phải trước nhất là tạ ơn Đức Trời, sau là cảm ơn anh em mình. Tôi dùng hai cái từ này tách biệt nhau lắm: tạ ơn Chúa và cảm ơn anh em. Cảm có nghĩa là một cái gì đó nó cái sự cảm nhận ơn. Nhưng tạ ơn nghĩa là nói về cái sự chúc tạ dâng lên để tôn vinh. Cho nên tôi hay dùng hai từ này rõ lắm, tôi không có dùng nó nhập nhằng. Thường tôi nhắn tin cho anh em gì, ai làm ai chúc phước cho tôi gì, tôi tạ ơn Chúa, cảm ơn anh em. Cụ thể rõ như vậy. Cho nên lạc hiến đó là một cái việc làm sao phần 10 nha, không phải là lẫn lộn ở trong phần 10. Cái điều thứ ba, như vậy thì chúng ta phần 10 là hoàn trả những gì cho Đức Chúa Trời, lạc hiến để dâng lên để cho những người khó khăn, những người nghèo qua cỡ đó mà họ có thể tạ ơn Chúa, hoặc là một cái nơi nào đó đang cần mà chúng ta đang có. Ví dụ có một cái trường hợp như vậy ở bên Philippines. Ông này ổng được khải tượng của Chúa là mua một cái miếng đất ở trung tâm Philippines, ở Manila, để xây một cái tòa nhà 7 tầng để phục vụ Chúa. Và khi sau khi ông kêu gọi tất cả tiền của hội thánh, tất cả thì nó khoảng được 500.000 đô. 500.000 đô thì không mua được gì cả ở tại trung tâm của Philippines, Manila. Thế là cái số mà họ nhận, cái số mà họ có thể xây dựng đủ, họ kêu gọi đó, là nó khoảng cỡ 4 triệu đô.
Như vậy mới có 500 ngàn thì nó mới có 1 phần 8 thôi. 1 phần 8. Cả ban chấp sự thánh, hiệp ý, cầu nguyện, rồi cảm ơn Chúa mình đã kêu gọi đầu tiên được 1 phần 8. Như vậy thì phần còn lại, mình khi mình khởi công thì Chúa sẽ tiếp tục, Chúa cho. Họ tin như vậy. Thình lình thì trong lúc họ họp như vậy, thì lại trong cái tin tức của nội bộ thì báo cho biết là có một hội thánh ở vùng quê đang cần số tiền là 500.000 đô la để xây hội thánh, bởi vì hội thánh của họ bị bão, bị sập. Bây giờ họ cầu nguyện xin Chúa cho con 500.000 đô, chúng con tiếp trợ cho con 500.000 đô để con có thể xây dựng cái nhà thờ gấp để cho con cái của Chúa thờ phượng Chúa. Thì ngay lúc đó tin tức đến, thì ông mục sư quản nhiệm, chính là ông đó, ông kể lại. Ông nói là lúc đó chúng tôi đang giống như là đang bị phân vân, cân não. Đúng là cái số tiền họ đang cần là số tiền những người này đang có. Thì ông mới nói là bây giờ tôi đề nghị với ban chấp sự thánh rằng mình sẽ dâng 500.000 đô này cho hội thánh đó. Cả ban chấp sự là no. Mình đang có nhu cầu. Mà bây giờ mình được 1 phần 8 thì mới còn cần tiếp thêm là 7 phần nữa. Mà bây giờ mình lại dâng thì sao? Thì ông mục sư này, ông đắn đo. Tại vì cần phải quyết định, đây là tiền chung mà. Quyết định để đưa ra cái quyết định cuối cùng. Cuối cùng nói rằng, bây giờ nếu quý vị không dâng, tôi dâng. Coi như là 500.000 đô này cho tôi mượn. Thế chấp căn nhà của tôi. Tôi sẽ dâng cho hội thánh đó. Và cảm ơn Chúa là ban chấp sự đồng ý ký giấy cho mục sư mượn tiền. Và lập tức ông gọi điện thoại báo tin liền: chúng tôi dâng cho 500.000 đô cho hội thánh. Wow, dân sự ở Chúa la lên quá chừng luôn. Cảm ơn Chúa. Chúa thật là tuyệt vời. Chúa nhậm lời. Ở đây mấy ông chấp sự héo. Mấy ông chấp sự héo. Trong khi ở kia là ngợi khen Chúa. Nhưng mà cái ông mục sư này nè, ông bởi đức tin, ông lòng ông khao khát, ông muốn đáp ứng cái điều đó cho sự của Chúa bằng cái điều mà ông muốn dâng sự dâng đó để chi? Ông muốn để ông còn 7-8 phần này nè. Ông dâng một cái, ông kêu cảm ơn Chúa, hô lên, ô Chúa thật là tuyệt vời, mới vừa cầu nguyện xong Chúa nhậm lời ngay. Trời ơi, cảm ơn Chúa. Thế là ở đây ông cũng đăng cái tin lên là có một cái miếng đất người ta rao bán như vậy. Và chúng tôi muốn mua một miếng đất đó, rồi sẽ xây dựng, tổng số tiền mà chúng tôi sẽ xây dựng như vậy đó, nó sẽ là khoảng 4 triệu đô la. Thì tin tức bên đó thì nó tự do mà. Thì cái ông chủ đất đó, lúc đó ông kêu miếng đất đó. Tôi không nhớ số tiền đó bao nhiêu. Nhưng mà khi ông đọc được cái tin đó, thì ông mới gọi điện lại cho cái ông mục sư này. Là ông nói rằng là ông mua đất này để mục đích làm gì? Ông mục sư này nói rằng tôi mua để xây nhà thờ. Ông này ông nói rằng tôi là Phật giáo. Tôi là Phật giáo. Nhưng mà tôi cũng làm từ thiện. Và ông xây nhà thờ cũng làm từ thiện. Thôi tôi 50% miếng đất này cho ông. 50% giảm ngay. Wow, ông này quần nhưng mà tiền mua. Thì cái tin lên thì có một người gọi điện lại: ông có phải là mục sư đó đó không? Dạ, chào tôi đây. Họ xin lỗi anh lại, tôi là tài tử nổi tiếng của Philippines. Cho tôi dự phần 1,5 triệu đô la. Và trong vòng thời gian rất ngắn có đủ 4 triệu đô la và nhà thờ được xây lên 7 tầng. Chúng ta có dám lạc hiến như vậy không? Cân não lắm á. Nhưng mà người này làm bởi đức tin. Chính ông là người qua trực tiếp dạy chúng tôi. Ông nói điều đó và chúng tôi phải nói. Ông còn trẻ lắm, ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi nữa. Hồi năm đó là năm 2003, 2004. Ông kể như vậy. Mà ông dạy về vấn đề này, ông dạy hay cực kỳ luôn. Ông dạy mà, mình coi như là mình như là ngồi trên đống lửa vậy. Có một sự thách thức rất mạnh. Thách thức để mà mình có thể dám dạn dĩ để làm cho công việc của Đức Chúa Trời không? Có những cái nguyên tắc nó có rồi, nhưng đôi khi chúng ta không dám. Chúng ta cứ cân đo, mình cứ vậy nè, cứ mình theo cái tư tưởng trong cái hộp, mình đặt Chúa trong cái hộp.
Mình không dám. Sư Chi cũng đã từng làm như vậy. Ông dám cầm cái căn hộ chung cư của ông cho ngân hàng để xây cái nhà thờ lớn nhất thế giới. Và cuối cùng Chúa làm phép lạ qua một cái chén và một đôi đũa của một bà cụ. Bà nói giờ tôi dâng, giờ tôi không có cái gì dâng hết trơn, giờ tôi còn có cái chén dưới đũa để dâng cho Chúa. Mục sư ông nói bà ơi, bà có cái chén để ăn cơm, đôi đũa để ăn cơm, mà bây giờ bà dâng lấy bị bà ăn. Bà nói tôi già rồi, tôi gần chết rồi, tôi ăn bóc cũng được. Chẳng lẽ Chúa chê cái chén và đôi đũa của tôi sao? Wow. Khi nói đến đó, ông mục sư rúng động. Khi ông mục sư rúng động thì ngay tức khắc có một người đứng lên. Tôi xin mua cái chén đó 100,000 đô la. Và bắt đầu bùm một cái nổ ra. Người dân cái này, người dân người 1,000, người 2,000, người 5,000. Và cái nhà thờ mà ông Mục-sư Chung-gi xây là 4,5 triệu đô la. 4,5 triệu đô la bây giờ tương đương 100 tỷ mình đó. Cảm ơn Chúa. Nhà thờ Yodo tại Hàn Quốc. Nhà thờ đó bây giờ trung bình một suất nhóm khoảng 70,000 người. Một ngày như vậy họ nhóm 7 suất thôi. Mà nhóm ít nhất là cũng phải là 20,000. Cái suất mà nhóm ít nhất là 20,000. Và nhóm mà đông nhất là khoảng 70,000. Mà hội thánh đó là hội thánh sai giáo sĩ đi nhiều nhất trên thế giới. Hiện nay Hàn Quốc là sai giáo sĩ đi nhiều nhất trên thế giới. Thặng dư của Hàn Quốc, tỷ lệ GDP của Hàn Quốc tương đương với số giáo sĩ được đi. Người ta thống kê lạ lắm. Hiện nay Hàn Quốc gửi khoảng 35,000 giáo sĩ đi. Thì cái GDP, xin lỗi, cái tiền thu nhập cá nhân đó, tỷ lệ thu nhập cá nhân của đầu người là khoảng 35,000 đô la trong năm. Có như là tính quân bình. À xin lỗi, 135,000. Họ gửi là 135,000 giáo sĩ đi. Thì cái kinh tế của họ là mỗi một người á, trên đầu người thôi đó, là khoảng 135,000 đô la một năm. Tính là khoan nha, tôi không để đây, tôi không phải 35,000 chứ không phải 35,000 giáo sĩ. Tức là cái con số này thống kê cách nay khoảng 3 năm. Đó là chính mà người giáo sĩ Hàn Quốc họ thống kê và họ dạy tại đây. Thì 35,000 chia cho 12 thì nó tầm bao nhiêu một tháng? Không phải. Một năm. Tính GDP là tính bình quân á, chứ không phải là tính người giàu hay là người nghèo. Một tháng khoảng 3,000 đô la đúng không? Dạ, một tháng khoảng 3,000. Tức là GDP đầu người nha, kể cả người giàu cũng như người nghèo thì tính bình quân á. Còn Việt Nam mình GDP một tháng như vậy khoảng được 150 đô la, chưa tới 150 đô la. Bình quân của mình khoảng 120. Một tháng có 120 đô la thôi. Cần người ta 3,000 thì cái nếp sống của ta quá lớn rồi phải không? Đấy. Cho nên là chúng ta thấy là cái sự lạc hiến đó, nó là một cái phương cách để Đức Chúa Trời ban phước hơn 1/10. Chúng ta cứ tập trung 1/10 không thì chúng ta chỉ có hạt giống và cứ tiếp tục gieo và sẽ có mùa gặt. Nhưng mà lạc hiến, ai thương xót kẻ nghèo cho Đức Giê-hô-va vay mượn. Và Chúa còn nhìn, Chúa còn đông đầy cho chúng ta nữa. Chúng ta xem ở trong sách Mát. À, chúng ta xem trong sách Mát. Chờ tôi xíu nha. Thấy câu này hay lắm.
À Luca không phải là Mark, có nhầm thằng chị kịp tìm trong Mark hoài không ra đây. Luca đoạn 6 câu 38. Rồi, chúng ta đọc nha. Đây là nói về lạc hiến nha, không có nói phần 10 đâu. Luca đoạn 6 câu 38. Rồi, đọc chung với nhau nha. Các ngươi lường cho mực nào, họ cũng sẽ lường lại cho các ngươi mực ấy. Nha. Cho người sẽ cho mình. Rồi gì nữa? Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận. Rồi gì nữa? Lắc. Dạ. Ở vùng quê mà xài cái hồi xưa gọi là xài cái táo á. Đầu táo đó là 20 lít. Mà khi người ta lường xong rồi, nếu như mà người ta rồi ăn gian ta lường cái là mình lường lại là nó hụt. Còn này khi mà lường đầy rồi, gạt rồi, nhưng mà nhận lắc nó thì nó xuống nữa rồi đổ thêm vô. À. Cho nên là cho người cho mình. Rồi mà họ sẽ lấy đấu lớn, không phải đấu nhỏ đâu, lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy và nộp vào lòng của các người. Cho nên cái phần lạc hiến luôn luôn, cái giá trị lạc hiến nó cao hơn phần dân hiến. Có 6 lý do để chúng ta dâng phần 10 và lạc hiến. Thứ nhất đó là tỏ sự tin cậy vào Đức Chúa Trời và phước hạnh của Ngài, đồng thời được bảo vệ. Như hồi nãy chúng ta nói phần 10 là được bảo vệ. Điều thứ hai, dân hiến thường xuyên sẽ giữ cửa sổ của Đức Trời luôn mở trên đời sống của mình. Khi chúng ta một phần mười, Chúa là ta vì các ngươi mà mở cửa sổ, bao nhiêu cửa? Và các cửa sổ trên trời. Đổ, tuôn đổ phước xuống cho các ngươi đến nơi không chỗ chứa. Như thì thường xuyên dân hiến, thí dụ dân hiến cái cửa sổ nó mở ra, đổ. Dân hiến cái cửa sổ mở ra, đổ. Mà lâu dân hiến thì cửa sổ đóng lại. Đúng không ạ? Rồi lại dân hiến, cửa sổ mở. Cho nên liên tục dân thì sao? Cửa sổ càng mở. Khi tôi học về sự dân này mà chúng tôi thực hành thì có những người tôi dân hiến xong họ phản tôi luôn. Dân hiến xong họ phản luôn. Họ chửi luôn, họ khinh luôn, họ nói đủ kiểu luôn. Thậm chí họ nói xấu mình luôn. Ổng là ăn ngập mặt rồi ổng mới xì ra cho mình đó. Nó như vậy đó. Chẳng sao, thì có nhiều anh em buồn quá. Biết, tại họ biết tôi. Họ nói, mục sư, ngưng đi, đừng dâng nữa. Mục sư dâng cho người ta không có quý. Cái tôi cũng tôi mới cầu nguyện với Chúa. Chúa nói nếu con ngưng dâng thì cửa đóng. Thế là tôi gọi lại cho người đó, tôi nói cảm ơn anh chị đã nhắc cho tôi cái vấn đề này. Nhưng mà Chúa nói là nếu con ngưng dâng thì cửa sẽ đóng. Cho nên con cứ tiếp tục dâng đi. Đừng quan tâm người ta đối xử với con như thế nào. Chúng ta thường hay họ chọn mặt gửi vàng phải không? Có những người dâng hiến rất là kỹ bằng cách là cầu nguyện Chúa cảm động mới dâng. Điều đó cũng tốt. Nhưng bây giờ tôi không có cầu nguyện cái đó. Chúa cho chúng ta cảm xúc. Khi chúng ta dâng thì Chúa nói là gì? Tùy lòng mà định mà. Chứ không phải tùy Chúa định. Tùy lòng đã định mà quyên ra, không phàn nàn hay bị ép uổng. Và đối với tôi là tôi dâng là tôi dâng, tôi không có hỏi Chúa luôn. Tôi nói thiệt đó, lòng cảm động Chúa cho phép mà, Kinh Thánh có nói về sự cảm động mà. Cho nên khi chúng ta, nhiều khi có người là rất kỹ họ dâng. Hiện nay có người đã dâng cho chúng tôi 1,200 đô, tôi đang giữ đây, và họ nói rằng là họ dâng để chúng tôi giúp cho những đứa con mồ côi mà sống trên sông. Thì tôi bàn với đây Thành Tuấn, chồng của Hồng Ân, để khi dịch thì 1,200 đô đó chúng tôi sẽ chuyển cho phía bên kia và chúng tôi đi trực tiếp để chúng tôi sẽ giúp đỡ cho. Đó là cái mà họ nói là họ cầu nguyện Chúa kêu họ dâng vào cái mục đích đó. Tôi tôn trọng mục đích của họ. Tôi tôn trọng. Tôi chỉ là người trung gian. Và tôi sẽ làm cái việc đó. Đó là cái cách của người ta muốn dâng, gọi là họ cầu nguyện kỹ, họ cầu nguyện về vấn đề đó, Chúa dùng trong cái mục đích đó. Nhưng mà tôi thì tôi dâng thì khác. Giả sử tôi dâng cho hội thánh đó, thí dụ hội thánh có mục đích đó,
Giả sử như con đánh mục đích đó là cần là 10 triệu thì tôi luôn luôn dâng hơn cái số 10 triệu đó. Đây là 10 triệu này là dâng cho mục đích này, nhưng mà tôi dâng riêng cho mục sư đó là ít nhất cũng phải là 2 triệu. Để mục sư đó có thể làm công việc Chúa. Để người mục sư đó phải đi tới đi lui. Còn không, ông lấy đâu ông bỏ tiền túi ra. Có nhiều người họ kêu tôi, chúng tôi đi ra tới Hà đi cứu trợ miền Trung. Họ nói là số tiền này họ dâng là đi cứu trợ miền Trung. Năm 2016 chúng tôi nhận số tiền là 100 triệu đi cứu trợ miền Trung. Mà chúng tôi phải bỏ tiền túi ra để đi cứu trợ, bỏ tiền túi ra thuê xe tất cả các thứ là gần 30 triệu nữa. Như vậy thì thôi tôi đi cứu trợ làm gì nữa, đúng không? Bây giờ tự nhiên cho cứu trợ tiền cứu trợ mà cuối cùng là tôi lại tốn tiền, tốn thời gian một tuần lễ, rồi tốn luôn tiền đi xe, rồi tốn tiền khách sạn, tiền ăn uống dọc đường, rồi sức khỏe đủ thứ hết trơn. Mà tôi chưa, chúng tôi là phải làm đúng là 100 triệu là phải dân, rồi lại có giấy tờ này kia nữa. Thật sự tôi đi một lần một, tôi nói không bao giờ tôi làm cái việc nữa. Tôi không ngu dại làm cái việc này nữa. Thật sự đó. Người dân hiến thì có bánh để nuôi mình. Cái hạt giống nó phải có cho cái người để trung chuyển nữa. Họ có sức để họ đi chứ. Cho nên là dân hiến đừng có điều khiển mục sư. Cái tiền dân hiến là dân hiến, đừng có điều khiển mục sư. Phải làm cái gì làm cái gì. Tại vì chúng ta khi dân hiến là cái hạt giống đã gieo rồi là luôn luôn là có giá trị. Chúng ta sẽ được phước khi chúng ta gieo hạt giống đó. Cho nên có những cái trường hợp mà anh em dân mà bắt chúng tôi phải làm thế này thế kia, tôi nói xin lỗi tôi không làm được. Tôi không nhận. Nếu anh dân hiến, tôn trọng. Có lần trong Bàn Thánh cũng dâng cho chúng tôi 50 triệu để mua vật dụng, để livestream tất cả máy móc này kia thứ. Xong mà nói là phải, có người cái nói là giờ tiền đó phải đưa cho họ quản lý. Để tôi nói rồi đưa quản lý tôi trả lại, tôi không cần lấy. Nếu anh tin mục sư của anh thì anh dân, mục sư tôi có quyền để tôi làm cái việc gì, tôi quyền tôi mua cái vật dụng gì để cho hiệu quả cho nhà của Đức Chúa Trời. Tôi gọi thẳng cái người dân hiến, tôi nói có phải anh muốn là tiền này giao cho người kia để quản lý không? Không, không có. Thì xong người kia nói, không, ta chắc là tại người kia nói như vậy. Tôi nếu anh muốn tôi trả lại đây, tôi không lấy. Tôi trả lại. Anh đừng có dân mà điều khiển chúng tôi. Chúng tôi không lấy. 50 triệu nhiều chứ. Đúng không? Tôi thiệt anh chị em, có một lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi, có một người dâng hiến cho tôi. Họ nói mục sư ơi, thấy mục sư đi học về Chúa cực quá. Mục sư cho em số tài khoản đi, em gửi cho mục sư ít tiền để mục sư di chuyển đổ xăng. Tôi đang nằm trên xe đi công việc Chúa về. Tôi gửi tin nhắn qua. Đó là cái số tài khoản của tôi. 5 phút sau, trong số tài khoản nó báo, mở lên tôi nhìn thấy tài khoản của bạn được cộng 50 triệu. Wow. Tôi tiền lại em gửi em có bấm lộn con số 0 không? Tại vì chưa một ai mà dâng cho tôi cái số tiền đó. Xin lỗi, 5 triệu còn chưa có, đừng nói là 50 triệu. Cái người này nói không. Đúng đó. Cái điều này Chúa kêu em 3 tháng nay rồi. Chúa kêu em làm 3 tháng nay mà em cứ chần chờ hoài. Cho nên bây giờ em dâng cho mục sư dùng cái này để. Cô nó hỏi rằng số tiền này thì mục sư đi được bao nhiêu chuyến bay? Tôi nói với số tiền này thì có thể mỗi cứ trung bình mỗi một chuyến đi thì là tầm khoảng 3 triệu cho đến 4 triệu. Thì có thể tầm trên dưới 10 chuyến. 10 chuyến đi có nghĩa là chuyến bay đi huấn luyện thì khoảng được 5 á. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi nhận. Và khi nhận xong thì bắt đầu chúng tôi gieo. Chúng tôi gieo cho những cái phương tiện để cho những người hầu vị Chúa làm, chẳng hạn như là chúng tôi gieo laptop. Chúng tôi mua laptop khoảng 5 đến 7 triệu một cái, chúng tôi mua cho người này một cái, người kia một cái, người nọ một cái. Là những người dạy, những người giáo sư dạy, để có cái công cụ để họ sử dụng. Mà cảm ơn Chúa. Đó là cái cơ hội để chúng tôi nhận được và chúng tôi gieo. Và đó là lần đầu tiên tôi nhận được như vậy. Một lần vừa rồi, chúng tôi trong cái dịp Covid, thì có một người lại dâng chúng tôi 2.000 đô để mua gạo cho những người khó khăn. Mà dâng cho chúng tôi được tự quyền để dùng nó. Và khi quyết định thì chúng tôi chỉ giữ lại một phần, là giữ lại 500 đô, còn 1.500 chúng tôi mua hết gạo
chúng tôi dâng cho các nơi đang khó khăn, đang thiếu thốn. Cảm ơn Chúa, chúng tôi được Chúa cho như vậy, chúng tôi giữ lại, tôi có quyền để giữ lại cái phần đó để nuôi mình, để bánh để nuôi mình. Nhưng mà chúng tôi lại giúp đỡ cho nhiều nơi để có thể. Anh chị em biết trong dịp Covid vừa rồi, chúng tôi có dân, những sự dân hiến của anh em gom góp về là tổng cộng chúng tôi phải dâng được 4 tấn gạo. Nhà 4 tấn gạo, gạo ngon á, chứ không phải là gạo dở đâu. Rồi vừa rồi thì kết hợp với Love for Việt Nam cùng với lại Vũ, chúng tôi giúp đỡ cho khoảng cỡ 200 phần gạo nữa. Gạo với lại dầu ăn, rồi bột ngọt cái kia đó. Và chúng ta thấy một điều rằng là cái sự dâng hiến đó, đó luôn luôn khi mình càng dâng á, thì chúng ta luôn luôn giữ cái cửa sổ của Chúa luôn luôn mở về phía mình. Đó là cách khôn ngoan. Cách khôn ngoan. Bây giờ chúng ta học cái môn học này rồi. Có thể trước đây anh em dâng, anh em cũng có kinh nghiệm phước hạnh. Nhưng anh em học cái môn học này thì anh em dâng và anh em để ý. Anh em cứ để ý, anh em cứ ghi xuống đi. Thử Chúa mà. Anh em xem coi Chúa đổ anh em như thế nào. Nha. 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 Mỗi một người thử Chúa đi. Nha. Ghi xuống rõ ràng. Nhưng mà gieo nhớ đừng cho người khác biết. Wow, cảm ơn Chúa. Đó, đôi khi là không phải là tiền nhưng mà là lá phong phải không? Dạ. Lạc hiến thì được. Nhưng mà mượn người đừng có mượn. Lạc hiến có thể tôi không có liền bây giờ nhưng mà tôi có thể mượn tấm lòng của tôi. Tôi mượn tôi dâng tôi sẽ trả lại. Được. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi một cái việc nữa đây nè. Cái em mà dân mà làm kim chi bán đó thì tôi nói luôn cái này để nếu mà cái hàng đó về đó thì nếu anh em nào muốn ủng hộ thì ủng hộ là em đó đi mua những cái hàng sale, mua hàng sale, hàng trang sức sale á, nó giá không có nhiều, có vài chục ngàn, vài chục ngàn, vài chục ngàn, và em nói là bây giờ tất cả cái này con mua xong con gửi về hội thánh, thầy bán được tất cả tiền này dâng cho xây dựng nhà đó ngoài đó. Anh em thấy nó bông rồi lắc rồi đủ kiểu hết trơn mà nó rẻ lắm. Chưa gửi về tới. Chưa gửi về tới. Ủa nãy Hùng nhận cái đó là ở đâu con? Cái này. Nhưng mà nhận rồi chứ. Nhưng mà đó là cái gì vậy? À, chắc là có thể là cái đó về tới đó. À, em nói chụp hình cho tôi gửi tôi là thầy con dân mấy cái này nè. Mà nó là đồ trang sức nha, chứ nó đồ trang sức à, chứ không phải là vàng đâu. Không phải kim cương đâu mà có mấy chục ngàn cái. Thì nói rằng tất cả cái này có giá hết. Thầy bán được là đưa vào trong cái quỹ xây dựng này. Đây, ông thủ quỹ xây dựng đây. Đó. Thì chúng ta sẽ giao lại cái phần đó. Bao nhiêu cái tiền mà thu là giao lại cho quỹ xây dựng. Hả? Mới bầu hồi tuần trước à? Cảm ơn Chúa. Thì cái quỹ xây dựng này là chỉ quỹ xây dựng để di cho các nơi khác thôi. Còn cái quỹ xây dựng của Tổng hội là đây, ông này là quỹ xây dựng Tổng hội. Mà quỹ xây dựng Tổng hội cho tới giờ cũng mới có sáu mấy triệu à. Không lên nổi. Thật ra cái đó bây giờ phải đào lên. Cái đó phải đào lên. Mà cái đó phải cần nhiều tiền. Hồi đó chúng tôi đã đầu tư cái là 40 mấy triệu đó để làm tất cả các toilet đó. Mà bây giờ mà cái người làm đó, họ làm nó cái độ dốc đó, nó không đủ dốc cho nên nó bị nghẹt. Bây giờ muốn làm lại cũng phải tốn nhiều tiền lắm. À dạ hả. Dạ. Thì cũng rất tiếc là nếu như là nhà của mình thì nó dễ. Còn nhà của người ta xây dựng cũng khó quá. Dạ, thật ra thì đúng nếu như Chúa cho thì chúng tôi sẽ mua đất để xây dựng. Rồi cho đến bây giờ thì cũng chưa thấy đám mây nào hết trơn á, chỉ có mình gom góp lại được 5 cái bánh 2 con cá thôi. Và tôi đang còn, tại vì đây là cái tiền chung, tôi đang dự định là nếu như mà hiện bây giờ đang có nhu cầu xây dựng tới mấy chỗ
mà tôi không có, chưa có, thật sự tôi cũng chưa dám để quyết định là mượn cái số tiền đó, mình chịu trách nhiệm mượn số tiền đó để dâng cho cái chỗ xây dựng. Tôi chưa dám dâng với cái ông mà 500.000 đô la này. Tại ông có cái nhà ông thế, còn tôi không có gì để thế hết trơn, không lẽ có cái mạng này thế. Đúng rồi, cấp bách. Đúng rồi. À, nhiều khi cái mình xây dựng, tại vì bây giờ đang ở ngoài miền Trung á, là mùa nắng, cho nên là chỉ còn 2-3 tháng nữa tới mùa mưa, mà mùa mưa mà mưa một cái là không còn có chỗ để mà. Rồi cái điều thứ ba đó là Chúa Giêsu xác nhận chúng ta nên dâng hiến. Luca đoạn 11:42. Luca 11:42. Song khốn cho các ngươi thầy thông giáo, người Pha-si, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà hồi hương cùng thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm mà cũng không nên bỏ qua những việc khác. Như vậy cái việc dâng hiến phần mười, Chúa Giêsu xác nhận là đó là việc phải làm. Mà lạc hiến cũng vậy, cũng phải làm. Điều thứ tư, của dân một phần mười đại diện cho sự hiểu biết về quyền làm chúa của Đức Chúa Trời trên mọi vật, có nghĩa là tôn trọng quyền chủ tể của Đức Chúa Trời trên mọi vật. Khi chúng ta cầm phần mười là biết rằng con tôn cao Chúa là chủ tể của con, chứ không phải chỉ đơn thuần là tôi dâng hiến vô hội thánh đó cho hội thánh đó có tiền này kia, không có. Nó là tôn Chúa là chủ tể, mọi tiền của con có, sản vật của con đoạt được, kể cả như là ông Abraham đã đoạt được cái của giặc và ông đã dâng phần mười cho mình chị sẽ đẹp. Điều thứ năm, Đức Chúa Trời thiết lập sự dâng hiến một phần mười và lạc hiến như sự ban cho mỗi nhu cầu cần có. Philip đoạn 4:19, đó là Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em. Nhưng mà chúng ta thấy Phaolô là người đang nhận cái tiền dâng hiến của Thánh Philip. Ông nhận cái đồng tiền dâng hiến ở đây để ông chuyển đi đến nơi khác. Và chúng tôi cũng làm đi như vậy. Chúng tôi đang nhận những đồng tiền dâng hiến để chúng tôi chuyển đi đến nơi khác. Bởi vì anh em không có thể kết nối được như chúng tôi kết nối được. Thì chúng tôi nhận được tiền dâng hiến đó, chúng tôi sẽ chuyển vào. Và tại Hội Thánh An Sương ở đây thì chúng tôi muốn là mỗi một tháng sẽ có một lần dâng hiến cho xây dựng. Và kêu gọi anh em dâng hiến. Ngoài dâng hiến là hiến phần 10, anh em dâng hiến xây dựng. Riêng xây dựng để chúng ta xây nhiều cái hội thánh khác, không phải nhận cái tiền viện trợ từ nước ngoài. Chúng ta biết rằng mỗi một lần mà xin để mà xây một cái nhà nguyện cực lắm. Đủ thứ hết. Người ta bắt tôi phải báo cáo từng chút một, chụp hình này kia đồ, đủ thứ. Tức là anh em nhiều khi cái điều đó mình cũng bị hiểu lầm luôn. Bị hiểu lầm, bị xúc phạm. Và tôi thật sự tôi không muốn là nhận như vậy. Tôi muốn chính từ con cái của Chúa có tấm lòng trắc ẩn đến những cái nơi khác. Cái nhu cầu nhiều lắm, không phải một chỗ đâu. Nhưng mà chúng ta làm từng bước những nơi cấp thiết. Tại nơi đó, tại sao chúng tôi phải làm đầu tiên? Bởi vì nơi đó sẽ làm trung tâm huấn luyện trong năm tới của trường Kinh Thánh này. Cho nên chúng tôi tập trung làm chỗ đó trước. 50 triệu là sự khởi đầu, nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng ở đó mà hoàn tất phải ít nhất là 80. Và nếu mà đẹp, hoàn hảo thì là 100. Tại vì cái vật liệu xây dựng trên đó nó đắt hơn ở dưới miền xuôi của mình. Tại vì phải vận chuyển, cái tiền vận chuyển lên rất là đắt. Điều thứ sáu, bạn đang chứa của cải trên trời như một tài khoản trong nhà băng vậy. À, chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ Chúa nói là gì? Chớ chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối tan rác, nhưng hãy chứa của cải trên trời là nơi không có sâu mối tan rác, cũng không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Có những người để vô trong nhà băng, mặc dầu để nhà băng của nhà nước, tự nhiên kiểm tra tài khoản của mình không còn đồng bạc nào hết. Báo lên lên báo rồi, nhiều lần lắm, nhiều người lắm bị như vậy. Chúng ta không biết tại sao nó đi. Rồi chúng ta nhân như thế nào đây? Mỗi một lần nhận tiền dân, tức là mỗi một lần chúng ta có tiền thì chúng ta dân thôi, phải không ạ? Dân rời rộng, dân vui mừng, dân thái độ phục vụ cho chính như cho chính mình. Tại vì thật ra dân đó cũng là dân, là Chúa sẽ ban phước lại cho chúng ta thôi. Trong những cái thái độ mà chúng ta nói ngày hôm qua về sự dâng hiến, nào là dâng lòng biết ơn, dâng trong sự tôn vinh, dâng trong tấm lòng yêu thương, dâng trong sự vui mừng, đó là những cái thái độ. Và dâng rời rộng nữa, rời rộng để làm một việc lành. Và anh em nhớ, khi dâng cho Chúa là phải dâng cái hạt giống cho nó đẹp, nó tốt.
À, chứ đừng có mà lựa cái đồng tiền mà nó không còn cái gì nữa. Tôi đã từng có người đã dâng cho tôi những cái vật dụng mà không xài được. Một lần kia tôi đi thăm viếng Tết thì ông này vợ ông bán những đồ trang sức của Hàn Quốc. À, cuối cùng là ông tặng cho tôi một cái hộp trang sức. Cái đó là một cái vòng đeo tay có cái hình trái tim. Ở đây cho tôi gửi cho bà mục sư. Tôi nhìn thấy đẹp quá, tôi cầm về, tôi đưa cho vợ tôi. Em có quà nè, vợ tôi mừng, ô đẹp quá. Mở ra cái vòng nó xét, không xài được. Rồi, tôi nói chắc có lẽ ổng kiểu mà bị sơ ý. Và điều đó xảy ra qua năm sau, đi thăm viếng Tết, ổng cũng tặng cho tôi một cái vòng ý như cái vòng khác. Và tôi nghĩ chắc có lẽ lần này là cái vòng sẽ không có bị xét. Mà nhìn đẹp lắm. Mà khi đem về, mở ra lại bị xét nữa. Chẳng hạn như chúng ta muốn dâng, chỉ chúng ta xem coi cái đó còn xài được hay không. Ít nhất còn xài được hay không. Hồi đó chúng tôi dâng ba cái quần áo cũ, người ta gom về. Bắt đầu đổ ra một nhà đây. Bắt đầu anh em gom, anh em bắt đầu tách ra. Tách ra. Khi anh em tách ra như vậy thì lựa cái còn xài được đó, đem về nhà mình. Còn cái không xài được đó, đem cứu trợ. Tôi nói, ủa anh em đang làm gì vậy? Cái này cái đồ cứu trợ mà mình còn lựa cái xài được mình đem về mình xài, còn cái không xài được mình gửi cho anh em, vậy thì anh em xài cái gì? Mà tôi nói không, dứt khoát không được. Anh em nhớ trong cựu ước nói cái gì? Ngươi chớ cằn mót nho mình. Khi gặt lúa thì không gặt cuối đầu đồng, những cái bông lúa còn sót lại dành cho kẻ nghèo. Đây, những cái bông lúa còn sót lại, tại sao anh chị em lại còn lấy luôn nó? Rồi anh em con nhận được, anh em của mình nhận được cái gì? Và tôi kể từ nay, đồ mà dâng hiến đem về, lựa cái tốt nhất dâng, cái không xài được bỏ ra. Mình có thể làm đồ rẻ được, mà cái tốt. Hồi năm trước, chúng tôi đi cứu trợ một lần, có người dân nào là giày, dép, guốc, quần áo, của thứ hết trơn. Và chúng tôi dân toàn là đồ mới không đó. Toàn là đồ mới còn trong bao không đó. Trong trong cái mọc và đem lên dân dân xong chúng tôi vừa xuống tới đây họ cầm chụp tấm hình lên đưa cái dép mục sư ơi mục sư dân dân dê giày gì kỳ vậy mục sư tôi mang mới có đi ra ngoài sân nó xúc ra rồi tức là hàng quá đát hàng mà keo nó không còn dính nữa tôi nói nhục mặt tôi muốn nói quá nhục mình thì mình tin tưởng vào trong cái nguồn người ta cung cấp mà cuối cùng là người ta bán cho chúng tôi đó. Người ta bán cái đó đó. Người ta lấy vốn lại đó. Và cuối cùng là gì? Tại sao họ không biết là nó không còn dính keo nữa? Tôi rất là đau khi vẫn làm như vậy. Thì chúng tôi nói sao mà không hiểu luôn. Không hiểu tại sao nó có thể làm. Cho nên đợt vừa rồi khi mà chúng tôi dâng gạo đó anh chị em. Chúng tôi nhờ bên mẹ của Hương là làm bên nhà máy lấy tận nhà máy gạo ngon nhất ở đó vô bao khi chúng tôi nói là gạo cứu trợ nhiều người ý gạo cứu trợ có người nhận xong đem ra ngoài người ta bán lại họ đâu có biết giá trị của nó đem bán lại có 3-4 ngàn ký người ta tưởng là gạo cho heo ăn đến khi tôi nói là đây là gạo ngon anh em ăn thử đi gạo ngon gạo thơm khi họ ăn họ biết rằng à đây là gạo gạo tốt nhất ở trong cái nhà máy đó tôi mua tận gốc ở ngoài đây bán khoảng 18 ngàn một ký gạo đó vợ tôi đi ra khỏi 18 chúng tôi mua ở đó 13 ngàn một ký tính luôn à, xin lỗi 12.500 tính luôn tiền ship thì khoảng gần 10 hơn 13 họ chở đến nơi gạo rất ngon dạ cho nên là mình gieo anh em nhớ hạt giống mà tốt thì nó mới ra trái. Còn nếu như chúng hạt giống mà không tốt thì anh em gieo thiệt nhiều nhưng mà nó không có ra trái gì cả. Cho nên phải sửa lại thái độ chúng ta. Tôi dâng hiến cũng vậy. Tôi dâng hiến điện thoại hay là gì đó là cái phải còn ít nhất là nó phải còn xài tốt. Có thể là nó hơi cũ một chút nhưng nó còn xài tốt. Hoặc là tôi thà tôi dâng cái mới. Còn khi mà tôi test đi mua mấy cái máy laptop cho anh em á là tôi phải để công sức tìm hiểu trên mạng rồi đủ kiểu hết trơn mua rồi tôi phải đi tới nơi tôi test
tất cả đồ chạy ok hết rồi tôi mới dâng cho anh em. Vừa rồi tôi phải bị vạ lây vì cớ rằng một cái lô khoảng 35 cái laptop bán giá cũng khá là rẻ cho anh em, có 3 triệu, những cái tốt tốt là 3,5 triệu cái, mà lại là có i5 nữa thì nó quá sướng đi. Nhưng mà về bắt đầu khi người ta chạy thì bắt đầu nó hư. Hư ổ cứng, nó hư kèn. Rồi khi họ đến đây họ nhận thì họ nhận tại nhà của tôi, nhưng không phải là tôi là người bán. Tôi không có bán gì hết. Chỉ là mượn cái chỗ của tôi thôi, và cuối cùng họ đem lại họ thường, thường ai vậy? Thường tôi. Và tôi thiện cho em rằng tôi đã sửa là hơn 10 cái rồi. Mới vừa rồi sửa một cái là 11 cái. À. Khi mà tôi sửa là tôi bỏ tiền vào. Mỗi một cái mà sửa rẻ nhất là 450 ngàn. Cái sửa mắc nhất là 1,2 triệu. Anh chị em tưởng tượng đi. Cho nên là khi mình làm, anh chị em ơi, thay đổi đi. Thịnh vượng theo Kinh Thánh khác với cái thịnh vượng theo thế gian, hệ thống của thế gian nó khác. Hệ thống thế gian họ toan tính, như thịnh vượng theo Kinh Thánh phải theo cách của Đức Chúa Trời. Thay đổi cách, đừng ích kỷ nữa. Đây là cái cách mà chúng ta sẽ làm rúng động, rơ chạm được tấm lòng của Đức Chúa Trời khi chúng ta làm theo nguyên tắc của Chúa. Đó là những người cho chúng tôi đồ ăn. Nhưng rồi mở ra thiêu. Nó không được. Tức là cái đồ đó họ bán không còn bán được nữa. Họ dâng cho chúng tôi. Là khi tôi mở ra thiêu nhất luôn. Không ăn được. Tôi bỏ. Nhưng mà tôi vẫn nhận cái tấm lòng của họ. Vì họ dâng hiến. Sao hết. Nhưng mà chúng nó là gieo giống chi gà trong đó à? Tại vì nguyên tắc của trời mà. Yeah. Mình cứ nhận tấm lòng của họ, mình cứ nhận. Rồi về mình xử lý như thế nào đó mình biết mình xử lý. Yeah. Chứ đừng có chê trước mắt, đừng có chê gì cả. Nhưng mà ở đây tại vì dạy lời Chúa, cho nên tôi phải nói những cái điều này để cho chúng ta có một cái tấm gương. Hoặc là chúng ta muốn được phước, cửa sổ trời sẽ mở cho chúng ta. Và anh em thấy Chúa cho chúng ta không bao giờ cho cái gì mà quá tệ đâu. Đúng không ạ? Chúa cho hạt giống là luôn luôn hạt giống tốt. À, cho nên chúng ta cần phải thay đổi. Khi chúng ta thay đổi tâm trí của mình, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ thay đổi cái cách hành xử để ban phước lại cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta xem quan tâm đến em của chúng ta như thế nào. Ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho Đức Chúa vay mượn. Thì khi chúng ta thương xót kẻ nghèo, thì đó là lúc mà chúng ta lay động cánh tay quyền năng của Chúa, đụng đến tấm lòng của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc 2, dâng bản thân hoàn toàn cho Ngài. Hay là mã là dâng chính mình đó. Dâng hoàn toàn cho Chúa. Thật ra thì chúng ta không thuộc còn thuộc về chúng ta đâu. Anh em xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6. Câu 19, câu 20 như vậy. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em sao? Là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? À, là không còn thuộc về mình nữa. Nhưng vì anh em được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Chúa. Như vậy chúng ta trở thành người quản lý cái tài sản này. Thân thể của anh em là tài sản của Chúa. Là đền thờ của Chúa. Như vậy chúng ta phải có trách nhiệm quản lý. Không còn buông thả. Không còn sống cái kiểu buông thả nữa như hôm trước đây nữa. Ví dụ những người nam rất là dễ buông thả, cặp bồ cô này, quen cô này, quen cô kia là muốn chiếm hữu người ta đi. Và khi anh em chiếm hữu người ta, anh em xâm phạm đền thờ. Chúa nói là ai phá hủy đền thờ Đức Trời sẽ phá hủy họ. Đôi khi có những căn bệnh anh em sẽ mang vô trong người đó. Qua cái bệnh, qua cái tội lỗi đó, anh em có thể được cứu. Nhưng mà chính cái điều đó, vì thân thể mình không quản trị nó một cách đúng đắn, anh em buông thả thân thể mình vào những cái việc vô bổ,
vào những cái việc mà vi phạm đền thờ, làm cho đền thờ cho nó ô uế, thì Chúa nói là Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Chúng ta cũng xem đoạn 6. À, xin lỗi, đoạn 3. Con tôi nhất đoạn 3, câu 16, 17. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Cho nên chúng ta không được phép phá hủy đền thờ. Như thế nào là phá hủy đền thờ? Chúng ta xem trở lại Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6, câu 15, 15 đến 18. Chúng ta đọc cùng nhau. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6, câu 15 đến 18. Xin bắt đầu. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm tỷ chăng? Đức Chúa Trời nào ở này? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm tỷ thì trở nên một xác với nó sao? Ví có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự gian dâm. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự gian dâm thì phạm đến chính thân thể mình vậy. Như vậy thì qua phần kinh thánh này cũng rõ rồi phải không ạ? Nguyên tắc thịnh vượng thứ hai đó là dâng chính mình hoàn toàn cho Chúa. Nếu trong quá khứ anh chị em đã từng vi phạm về đền thờ của Chúa, đó là thân thể của mình, buông thả theo cái kiểu của thế gian, thì bây giờ chúng ta xin Chúa tha lỗi cho con và xin Chúa giúp con, hay là con dâng thân thể này để làm đồ dùng thánh và sống và thánh cho Chúa. Xin Chúa giúp con đắc thắng, chứ đừng nói Chúa ơi, hiện nay con quyết định con sẽ sống đắc thắng cho Chúa hay là sống thánh khiết Chúa. Ba ngày sau anh em sẽ thất bại đó. Nhưng mà phải nhờ cậy Chúa, bởi ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta mới làm được. Nè, đừng có đường nói là ô tôi đủ sức mạnh ha. Ai chối thầy, ai phản thầy cho tôi không có đâu. Phi-e-rơ nói là Chúa nói ngay đêm nay trước khi gà gái người chọi ta ba lần. Cho nên trước chúng ta làm được. Cho nên Phao-lô, bản thân Phao-lô ông cũng nói gì? Mặc dầu ông là người giữ theo luật pháp rất là nghiêm minh, nhưng mà khi ông nói thì ông nói là tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nên chúng ta không cậy sức riêng của chúng ta. Như vậy dâng thân thể hoàn toàn cho Ngài thì ảnh hưởng của bạn không có trong sự thịnh vượng của bạn. Công việc, tài sản, của báo đều mình nắm giữ. Cho nên chúng ta đang nắm giữ điều gì? Thân thể của tôi và anh chị em là thuộc về Chúa, thì sản nghiệp của chúng ta cũng phải thuộc về Chúa, để nó dùng vào trong mục đích công bình của Đức Chúa Trời, chứ không phải là chỉ có dùng cho mục đích cá nhân của chúng ta. Cho nên như anh em thấy là tại sao khi chúng ta có cái tài vật như Abraham chiếm lấy của giặc, đó là công sức của ông đúng không? Thay vì ông chia cho những người gia nhân đi, không có, ông lấy 1/10 đó, ông dâng cho Chúa. Có nghĩa là ông chuộc lại tất cả 9/10 kia để cho thuộc về cho cháu của mình nữa. Cho nên cái 10% đó là để chúng ta bảo vệ tất cả những sản nghiệp thuộc về chúng ta. Đất đai của chúng ta có được, dùng sức để chiếm lấy được, nhưng mà sức đó cũng do Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta xem Phục Truyền đoạn 8. Câu 18. Câu 17, 18 luôn, hai câu. Phục Truyền đoạn 8, câu 17, 18. Chúng ta cùng đọc. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy là nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Vậy thì sức lực đó là do Chúa ban cho. Tôi tin rằng Chúa khiến cho cá chui vào lưới của Phi-e-rơ. Chứ Phi-e-rơ đánh ông suốt đêm không có gì đâu. Nhưng Chúa khiến cá chui vào lưới. Chúa sẽ khiến cho những đối tác sẽ chui vào lưới của chúng ta. Nghe nói hơi trần tục quá. Nhưng mà Chúa làm đó.
Trong nguyên tắc thứ hai đó, sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời sẽ làm việc trong đời sống của người tin và kẻ vâng phục lời Chúa vì yêu Chúa, không phải để được lợi về vật chất. Mọi việc chúng ta làm với Chúa đó luôn luôn nó phải xuất phát từ cái động cơ. Quan trọng nhất là cái động cơ của chúng ta làm. Động cơ có vụ lợi hay không, hay là động cơ yêu thương? Động cơ vụ lợi vẫn có được một cái phần nào đó cho chúng ta, nhưng mà động cơ yêu thương thì hoàn toàn khác. Khi mà động cơ yêu thương thì đôi khi lúc đầu á, dường như là chúng ta thấy mình bế tắc, mình thua. Nhưng mà về sau thì luôn luôn là Chúa ban cho sự chiến thắng, giống trường hợp của Abraham. Vì vậy chúng ta đã đi đến hai cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là hoàn trả những gì thuộc về Chúa, bao gồm 1/10, sự dâng hiến, sự lạc hiến. Và nguyên tắc thứ hai đó là dâng hoàn toàn bản thân cho Ngài. Bây giờ chúng ta qua nguyên tắc thứ ba. Làm vui lòng Đức Chúa Trời. Làm vui lòng Đức Chúa Trời. Chúa nói lòng các ngươi ở đâu, xin lỗi, của cải các ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Trong cái bài của chúng ta thì nó bị đảo lộn tí xíu. Chúng ta cùng mở lại Matthew đoạn 6. Câu số 21. Thì chân của cải ngươi ở đâu, lòng ngươi ở đó. Hay là cái của cải mình hướng về điều nào? Như vậy khi chúng ta vui lòng, làm vui lòng Đức Trời, chúng ta dâng cái của cải của chúng ta cho Chúa, thì cái lòng chúng ta cũng hướng về đó, hướng về Chúa. Anh em sửa lại giùm tôi chút xíu nha, tại vì cái này chắc là đánh cái người dịch, tại vì tiếng Anh đó, dịch qua đó. Tức là của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Của cải ở đâu thì lòng người ở đó. Điều thứ hai là bạn giữ mắt mình trên lời Chúa, tức là tập chú vào. Đôi khi cái điều xảy ra bên ngoài á, nó khác với những gì với lời của Chúa. Cho nên chúng ta thường chú ý bên ngoài thì chúng ta sẽ bị lệch đi. Còn chúng ta chú ý vào lời của Chúa thì cái lòng của chúng ta đó, nó sẽ được thôi thúc làm lời của Đức Chúa Trời. Rằng khi anh chị em nghe lời của Đức Chúa Trời đây thì lòng chúng ta được dứt dây và chúng ta muốn làm một cái gì đó cho Chúa của mình. Hoặc là làm một cái gì cho anh em của mình. Thứ ba, cái điều thứ ba làm vui lòng Đức Chúa Trời đó là không làm tôi hai chủ. Luôn luôn phải đặt cái ma môn là làm đầy tớ, chứ đừng bao giờ để ma môn làm chủ. Matthew đoạn 6:24 đó, chúng ta đã nói cái đoạn ngày hôm qua rồi. Điều thứ tư đó là nếu mà yêu mến, sự yêu mến của mình đó, đặt sự giàu có tiền bạc của cải trên Chúa thay vào vì Chúa, và lời Chúa trở nên không kết quả trên đời sống chúng ta. Sự tham lam là dụng cụ mà Satan siết chặt lời Chúa trong chúng ta và khiến lời Chúa không còn quyền năng cho chúng ta nữa. Chúng ta xem ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 6. Từ câu 6 cho đến câu 10. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lời lớn, vì nếu chúng ta ra đời không đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chứng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có nhiều kẻ đeo đuổi nó mà bội đạo chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Chúng ta lưu ý cái chỗ là họ tham muốn vô lý. Cái tham muốn vô lý, cái lòng tham là Chúa không đồng ý. Nhưng nếu chúng ta tham các sự ở trên trời thì Chúa cho. Chúng ta tham cái phước hạnh của Chúa, Chúa cho. Tham ân tứ của Chúa, Chúa cho. Nhưng mà tham muốn vô lý là không cho. Cái tham muốn vô lý này nó có thể đánh đổi cái
sự cứu chuộc của anh chị em. Tức là gì? Có những người này tham và bội đạo. Đôi khi họ đánh đổi cái thời gian kiếm tiền thay cho thời gian để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đừng dại dột làm điều này anh chị em. Thì Chúa cho chúng ta 6 ngày rồi. Đừng dại dột để đánh đổi cái thời gian này để chúng ta tìm kiếm tiền bạc thay vì Chúa cho chúng ta nghỉ ngơi sung mãn. Nhưng ngày hôm qua tôi nói với chị em rằng đặt cái sự thờ phượng Chúa lên hàng đầu, rồi sau đó anh em tính gì tính, anh em làm gì làm, nhưng phải đặt sự thờ phượng Chúa lên hàng đầu. Giả sử như ngày Nhật đó mà ai mời đám cưới bạn thân cỡ nào tôi cũng không đi. Tôi không đi trước khi thờ phượng. Tôi thờ phượng Chúa xong rồi tôi đi. Tôi vẫn quý tình yêu, tình bạn. Và tôi đi, thà tôi đi đến, tôi chỉ uống một ly nước thôi. Tôi chúc phước cho cô dâu chú rể đó. Tôi thà đi ra ngoài tôi ăn phở, nhưng mà tôi chọn sự đồng Chúa. Đa phần là họ cưới, họ mời thứ bảy chủ nhật phải không? Nếu họ thánh, thờ phượng Chúa ngày chủ nhật thì sao? Thí dụ thánh thờ phượng Chúa sáng đi 9 giờ sáng thì cũng khoảng 11 giờ rưỡi là kết thúc. Rồi người ta mời ăn cưới là 11 giờ. Mình tới nơi, đi tới nơi là 12 giờ, 12 giờ mấy người ta nhập tiệc mất tiêu rồi. Làm sao hết? Đừng lo anh chị em, đừng buồn, đừng giận vì một miếng ăn. Đừng lo. Cứ vui vẻ mà chúc phước cho cô dâu chú rể cũng nhớ, đừng nhớ. Xin lỗi, nhớ là đừng có lấy bớt tiền trong đó ra. Nếu lòng mình muốn chúc phước cho cô dâu chú rể. Mà tôi đi làm đám cưới mà người ta làm đám cưới còn có bao thư, tôi làm đám cưới tôi không có nhận bao thư mà tôi chia sẻ bao thư nữa. Mà tôi thích anh như vậy. Tại vì đó là cái ngày mà vui mừng. Tất nhiên tôi có quyền tôi nhận bao thư sự dâng hiến, tại vì tôi giảng, tôi làm lễ cho họ, họ mà. Anh chị em biết mà, ở bên công giáo mà gọi là nhờ ông cha là mua cái lễ đó 2 triệu á. Cứ một cái lễ giờ là 2 triệu. Còn Phật giáo thì nếu mà tụng kinh thì cứ một ông thầy tụng là cứ 2 triệu, hai ông là 4 triệu. Ông kéo một lô la của ông là 10 ông là thôi là mình mất 20 triệu. Mà cũng phải trả đó, không trả là không được. Không trả sợ ở trên, bề trên bắt. Cho nên cái sự dâng hiến của chúng ta luôn rời rộng, lòng chúng ta mở rộng ra Chúa. Chúng ta làm vui lòng Chúa thì mọi sự đều được hết. Phải không? Người nào vâng lời thì ăn sẵn vật gì? Sẵn lòng vâng lời, ăn sẵn vật tốt nhất của đất. Không phải chỉ tốt thôi mà là tốt nhất của đất. Điều thứ tư, xin lỗi, điều tâm. Đó là đặt cái sự yêu mến mình trong các sự trên trời. Đời sống thuộc linh của bạn nguyên vẹn, được nguyên vẹn. Và tất cả mọi thứ bạn sẽ được hưởng. Sự được ban cho sẽ phục vụ bạn thay vì bạn phục vụ chúng. Đó, như này thì chúng ta, nó trở thành đầy tớ của chúng ta, chứ không phải là chúng ta là đầy tớ của nó. Hãy biến đồng tiền đó, những cái sản nghiệp chúng ta trở thành đầy tớ. Và đầy tớ phải làm lời cho ông chủ. Chúng ta dùng đồng tiền đó để làm lời ra. Dâng hiến cũng là một cách gieo để làm lời ra. Đầu tư cũng là một cách gieo để làm lời ra. Tôi không biết là ngày hôm qua học về sự đầu tư đó, anh chị em có nghĩ trong đầu mình sẽ có đầu tư gì không? Mình bắt đầu biết vận dụng tài chánh mà Chúa cho mình để mình làm không? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Không có mối mọt ten rét, không có trộm khoét dách mà lấy. Không có vàng, không có vàng, trang sức. Tôi có một đứa cháu, không phải đứa cháu mà được một đứa thiếu nhi ở trong hội thánh hồi kỳ trước. Lúc đó để dâng cái giếng phải không Vũ? Không phải, truyền giáo hải ngoại. Khi nghe nói là kêu gọi đi truyền giáo hải ngoại thì bé này tiền mẹ nó cho ăn sáng đó, nó bỏ vô trong cái con ống heo. Mà sau đó thì nó làm cái hộp đẹp lắm, thắt nơ đồ nữa. Sáng chủ nhật đem đến, mục sư con
dâng cái này cho truyền giáo hải ngoại. Wow. Mà cái điều tôi chia sẻ đó không ai nhớ, chứ nó nhớ. Tôi biết trong đó nhiều. À, cháu chắc khoảng 3-4 tuổi ha. 4 tuổi. Không không, Tuấn Kiệt trả giá không tới. Có người khác trả giá hơn. Bạn lịch mua. Dạ. Yeah. Thì tôi nói bây giờ tôi không biết trong đây số tiền bao nhiêu. Nhưng mà tôi muốn bán đấu giá. À, truyền giảng Pakistan. Yeah, Pakistan, Nepal, Ấn Độ. Thì tôi đưa cái giá là giá đầu tiên là 1 triệu. Ai mua thì có nhiều người đưa tay. Người 1,5 triệu, người 2 triệu, người 3 triệu rưỡi, người 3 triệu, người 4 triệu. Cuối cùng em này đó, tôi 5 triệu. Cuối cùng không ai dám trả hơn 5 triệu hết. Tôi đấu giá không phải cho tôi, mà cho vương quốc của Chúa. Có thể có những anh chị em có tiền nhưng không biết đầu tư như thế nào. Thì đây là cách mà họ đầu tư. Thì cảm ơn Chúa em này mua 5 triệu. 5 triệu, rồi chúng tôi kêu gọi dân hiến thêm nữa. Và đã đổi ra tiền đô để dâng cho cái người điền giáo ở hải ngoại. Đó là cách mà chúng tôi làm. Vừa rồi cũng có một em, khi cứ gọi xây dựng nhà Chúa, xây dựng nhà nguyện, thì cũng bỏ ống heo nữa, đưa cho tôi rồi kìa. Chắc bữa nào tìm coi có ai đại gia tôi bán đấu giá đi. Tôi không biết trong đó bao nhiêu. Nó còn trong cái hộp, không biết bao nhiêu. Đó là tiền, tiền của con dành ăn sáng mà muốn dâng cho xây dựng nhà Chúa. Một đứa thiếu nhi, coi như là hai lần rồi đó, là hai đứa thiếu nhi khác nhau. Tự nó nhận ra được, tự nó kêu ba mẹ nó làm, chứ không ai kêu nó làm hết. Tự nó. Cho nên cảm ơn Chúa là đó là một cái tấm lòng của người dân hiến cho Chúa. Rồi, nguyên tắc 4, tìm kiếm Chúa và vương quốc của Ngài và cùng sự công chính. Ngắn gọn cái vấn đề này, đó là tìm kiếm vương quốc của Chúa là gì? Là tìm kiếm những cái giá trị của thiên đàng. Tìm kiếm vương quốc của Chúa là tìm kiếm những giá trị của thiên đàng. Rồi tìm kiếm sự công chính của Chúa, đó là tìm kiếm những cái giá trị của những nguyên tắc của thiên đàng. Đây là hai điều. Giá trị thiên đàng và giá trị của nguyên tắc thiên đàng. Thì anh chị em sẽ nói, Chúa nói gì? Chúa cho thêm. Cho thêm những điều khác nữa. Mà những điều đó chính là dân ngoại tìm. Dân ngoại tìm cái gì? Ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Còn con cái của Chúa đừng ăn, đừng quan tâm ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì Chúa nói con chim sẻ, Chúa còn nuôi. Đừng lo. Nếu anh em kiêng ăn bất đắc dĩ cũng được nữa. Đừng lo. Rồi Chúa sẽ bồi đường cho anh chị em, bồi quan cho anh chị em. Và Chúa kêu là đừng có lo lắng. Hãy trao phó tất cả điều đó cho Chúa. Và chỉ tập chú hai điều ha. Một là tìm kiếm vương quốc nước trời, đó là giá trị của nước trời. Hai là tìm kiếm sự công chính, đó là giá trị của những nguyên tắc của nước trời. Đó là bốn cái nguyên tắc vàng trong cái vấn đề để thịnh vượng. Xin nhắc lại, thứ nhất, hoàn trả những gì thuộc về trời. Anh em có hứa gì cho Chúa không? Hứa thì hoàn trả. Đừng chờ đợi, nếu được cô cứ dâng thẳng cho ông đi. Dạ, dâng xong đi rồi Chúa sẽ cho khác. Chứ đừng có chờ đợi ông xây nhà, không biết chừng nào ông xây nhà. Thật ra bây giờ chắc là hả? Dạ. Rồi cái thứ hai đó là, tôi sẽ ôm lại thôi. Nguyên tắc hai đó là dâng bản thân hoàn toàn cho Chúa. Nguyên tắc ba là làm vui lòng Đức Chúa Trời. Nguyên tắc bốn là tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài. Trước nhất thì Chúa sẽ cho chúng thêm những điều khác nữa. Cảm ơn Chúa. Chiều nay chúng ta sẽ đi vào chủ đề thứ 6 và thứ 7, thịnh vượng siêu nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Anh em nhớ không? Nhắc lại nha. Thứ nhất là hoàn trả những gì thuộc về Chúa. Thứ hai, dâng thân thể hoàn toàn cho Chúa. Thứ ba, làm vui lòng Đức Chúa Trời. Thứ tư, tìm kiếm vương quốc hay là giá trị vương quốc và sự công chính của Chúa. À, bốn cái điều này thì chúng ta đặt lại cái thứ tự ưu tiên. Nhớ nha, sửa lại, đặt lại thứ tự ưu tiên. Suy gẫm lại, Chúa ơi sắp xếp lại những cái thứ tự ưu tiên đi. Và anh chị em sẽ thấy được Chúa cũng sẽ hào phóng với chúng ta. Dạ. Rồi chúng ta kết thúc đây. Hẹn gặp lại anh em.